Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Việc lựa chọn tướng khi anh em chơi Liên Quân cực kỳ quan trọng, bởi lẽ trò chơi này đòi hỏi sự kết nối của đồng đội cực cao. Bởi chỉ cần có người trong team tranh đường, tranh vị trí, pick tướng không quá hợp lý dẫn đến sự thất bại của toàn đội. Nhưng khi đi rank đơn, chúng ta đa số pick đều lựa chọn các vị tướng thủ. Kể cả BD trợ thủ thì vẫn cứ pick kiểu tướng thủ, Richter trợ thủ hay kể cả Rat trợ thủ là không hiếm gặp. Bởi đi đơn, đa số người chơi đều có một câu đó chính là chẳng tin bố con thằng nào hết, lại bảo không đúng đi. Sau nhiều lần tham khảo ý kiến của anh em, thì em biết được 5 con tướng được anh em ưa thích nhất và sử dụng nhiều nhất tại phiên bản mùa 10 này. Thì 5 con tướng này liệu có sự thay đổi gì tại mùa 11 mới hay không? Và liệu các vị tướng đó còn tiếp tục là 5 con bài được yêu thích nhất? Cùng hãy tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Thứ nhất, Van Heen. Vai trò của các xạ thủ trong trận đấu vô cùng quan trọng, bởi bên cạnh pháp sư thì xạ thủ là nguồn sát thương chủ lực thứ hai. Theo khảo sát từ anh em thì Van Heen nhận được rất nhiều sự ưu ái lựa chọn bởi các kỹ năng dễ chơi. Và một lý do vô cùng đơn giản đó chính là vị tướng này là chất tướng đầu tiên bạn nhận được free khi mới gia nhập Liên Quân, nên rất có nhiều kinh nghiệm trong câu hit and run, thả diều đối thủ. Van Heen ở mùa 10 không còn là vị tướng hot pick không cấm gì chọn, nhưng là một vị tướng mạnh, đè đường tốt đầu game và không hề tệ ở cuối game vì là xạ thủ mà. Vậy thì câu hỏi của anh em đặt ra là mùa 11 này Van Heen có sự thay đổi gì? Sự thật là Van Heen có bị thay đổi để cân bằng lại sức mạnh, cụ thể thông số trên hình nhá. Ở phiên bản mới, Van Heen sẽ bị giảm chút sức mạnh, nhưng với hệ thống phù hiệu có rất nhiều cái để phù hợp với Van Heen, đó chính là Thánh Thuấn giúp Van Heen băng xả tốt, hit and run mạnh và rất khó bị sâu thương từ các đối thủ, hoặc hắn ta có thể cầm ngay cho mình bổ trợ tinh linh không kém cạnh. Còn về trang bị thì mùa 11 này không có biến động nhiều với Van Heen, nên anh em hoàn toàn thể sử dụng lối trang bị như mùa 10 hiện tại nhá. Thứ hai, Triệu Vân. Cái tên Triệu Vân tuy không phải là một trong vị tướng quá hot theo meta nào cả, nhưng lại thường song hành cùng Van Heen trong một trận chiến. Bởi Vân và Van là hai vị tướng free, Triệu Vân là vị tướng đi được cả rừng và solo đường, nên được rất nhiều sự ưu ái từ các người chơi bởi các chỉ số vô cùng linh hoạt, dễ chơi và gánh team mạnh khi có trang bị. Bạn có thể thoải mái lên đồ tự do cho Triệu Vân nhờ đồ semi tanker hay là full sát thương. Hãy cẩn thận đừng để Triệu Vân lết vì cho tranh, hắn ta là một con bài cực kỳ khó lường, đặc biệt với khả năng tăng tốc chạy và miếng chế của Triệu Vân giúp cho bạn thoát khỏi sự được đuổi kẻ địch hay là có pha tập kích tiếp cận chủ lực bất ngờ. Ở phiên bản mới, Triệu Vân được tăng sức mạnh gián tiếp nhờ phù hiệu và sẵn sàng cạnh tranh vị trí đi rừng bởi phù hiệu ma tính quá hợp, giúp Triệu Vân chiêu cuối xong là giảm gian chiêu cuối và giảm gian đầu chiêu 1 và 2. Anh em thử nghĩ xem có bá không? Khi mà chiêu 1 tiếp cận nhanh rồi sử dụng chiêu cuối lập tức giảm 50% thời gian đầu chiêu. Như vậy là giúp cho Triệu Vân cơ động càng cơ động hơn, tiếp cận và đáng gờm hơn rất nhiều. Ngoài ma tính, anh em hoàn toàn có thể sử dụng đấu khí nếu lên đối đồ semi tanker nhé. Thứ ba, Zuka. Sở hữu vẻ ngoài mù mịt đáng yêu, tưởng chừng chậm chạp, thế nhưng vị tướng Zuka lại gây một áp lực lớn cho team đối thủ mỗi khi giao tranh. Zuka là vị tướng hầu hết ở phiên bản nào đi rank đều sử dụng, bởi chất tướng soi thương, ẩn nấp, tấn công bất ngờ. Bộ chiến thức của Zuka hồi nhanh, không tốn năng lượng và cực kỳ khó chịu vì không chế nhiều, sát thương sốc khủng. Nhờ khả năng cơ động từ bộ thức, Zuka có thể đi gank và tiếp cận giao tranh mau chóng. Việc Zuka solo 1v1 hoặc là bay vào giữa đội hình đối thủ giết chết xạ thủ tức thời là điều nhiều anh em game thủ chơi quen và dễ dàng làm được. Tuy nhiên, nhớ lựa chọn thời cơ thích hợp và khả năng núp bụi tấn công bất ngờ nhé. Tại mùa 11 sắp tới, tiếp tục được chơi nhiều. Nói chung là khi nào xạ thủ còn mạnh thì Zuka tiếp tục được vận dụng nhiều bởi chất tướng rẻ, bắt chủ lực rất tốt. Zuka sẽ được phát huy sức mạnh và tăng sức mạnh kinh khủng khi mang phù hiệu cho mình đó chính là ma chú. Zuka chiêu cuối rồi tung chiêu, có ngay nội tại cùng lúc với nội tại của ma chú, một lượng sát thương khổng lồ mà không thể xạ thủ và pháp sư nào có thể đỡ nổi. Ngoài ma chú ra, chúng ta có thể sử dụng cho Zuka đó chính là phù hiệu ma tính. Đây là phù hiệu thiên về hồi chiêu và tăng nhẹ phần trăm sát thương, giúp cho Zuka sốc mục tiêu và hồi chiêu nhanh 1 và 2 sau khi dùng chiêu cuối, khiến cho Zuka vừa cơ động vừa thêm sát thương và khống chế. Cách chọn phù hiệu tùy theo lối chơi của anh em nhé. S thì thiên về ma chú nếu mà sốc và bắt chủ lực, không thì chúng ta nên sử dụng ma tính để có thể thêm khả năng khống chế, co cưa và nhây lì hơn trong giao tranh. Thứ tư, Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh là vị tướng có tỷ lệ chí mạng sẵn có rất cao và luôn là cơn ác mộng đối với các vị tướng máu giấy hoặc là thích đi farm lẻ. Ở đấu rank thì Ngộ Không luôn là con bài không cấm thì chọn, khi mà trợ thủ chưa đề cao quá nhiều về khâu bảo kê ở đấu rank đơn và kiểm soát tầm nhìn. Ngộ Không có đặc điểm rất là hay ho, đó chính là chiêu thức không quá khó sử dụng, không cần quá nhiều thao tác tay hay là định hướng quá căn ke, chỉ cần kích hoạt chiêu thức đến gần kẻ địch là Ngộ Không có thể nhảy bổ vào và đập thôi. Chính vì điều này có thể khiến cho anh em đó chính là hơi ảo tưởng sức mạnh nha. Hãy hết sức cẩn thận, đó chính là cầm Ngộ Không farm và ẩn nấp chờ đợi thời cơ, sau đó mới ra vét chủ lực địch. Bởi quá bá đạo nên Ngộ Không đã bị tiết chế sức mạnh ở giai đoạn đầu game, nếu không quạt toán hợp lý thì không thể hạ sát được đối phương. Vì ở thời điểm này lượng sát thương khá là bình thường, lại không quá nhiều khống chế. Không chỉ vậy, cái lượng máu khá giấy và giáp không phải quá cao mặc dù có từ chiêu 2 nhá.
Ngộ Không cần cho mình lượng đồ nhất định, đặc biệt là khi về late game thì sức mạnh của Ngộ Không mới bá đạo được. Anh em cố gắng hạn chế chết đầu game, là lết gánh team cực mạnh ngay hoặc cái đầu game tốt nhất nên đi gank đồng đội, vét các mạng vô cùng quan trọng nhé. Ngộ Không là vị tướng rất cần bảng ngọc tốt, vậy nên trước khi có ngọc các bạn đừng vội mua Ngộ Không. Ở bản mới, Ngộ Không bị giảm sức mạnh chút ít, nhưng khi có phù hiệu tăng khả năng chí mạng ở trang bị, hắn ta không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào cả. Phù hiệu dành cho Ngộ Không là ma tính, giúp Ngộ Không có thời gian hồi chiêu nhanh kinh khủng. Bạn có thể dùng chiêu 1 tàng hình, sau đó chiêu 2 tiếp cận và sử dụng ngay chiêu cuối. Lập tức gần như hồi xong chiêu 1 và 2 tiếp tục lại sử dụng chiêu 1 và 2. Wow, Ngộ Không bá đạo lại càng mạnh hơn anh em ơi. Chứng tỏ rằng ở trong phiên bản sắp tới, Ngộ Không sẽ lại tiếp tục bị auto cấm. Nếu mà không cấm ư, chọn và chơi thôi, đặc biệt là đi đánh đơn nhé. Còn về trang bị thì Ngộ Không không có sự thay đổi nhiều, cứ dùng trang bị cũ đi anh em ơi. Thứ 5, Nakroth. Lỗi thời là khái niệm không bao giờ có trong từ điển của Nakroth, vấn đề chỉ là anh em lên đồ như nào cho với meta mà thôi. Với khả năng bay nhảy cơ động của mình, Nakroth dễ dàng thích ứng với mọi sơ đồ chiến thuật, và đó cũng chính là lý do mà tới tận thời điểm này, hắn ta vẫn luôn là một trong cái tên phổ biến nhất trong vai trò sát thủ. Ngay tại các giải đấu chuyên nghiệp, đặc biệt là trong giải đấu AWC thì Nakroth luôn thể hiện được sức mạnh của chính mình. Farm rừng nhanh, đẩy lệ tốt, ám sát mạnh, Nakroth chẳng thiếu thứ gì để trở nên hoàn hảo. Một chút hạn chế và các đóng góp trong tranh tổng sẽ không sao nếu Nakroth hoàn thành được mục tiêu ám sát của mình trong pha giao tranh hoa đầy lẻ, chia tách đội hình địch. Với các ưu điểm trên thì chẳng lý do gì chúng ta ưng thích Nakroth cả. Ở phiên bản mới, Nakroth sẽ được tăng sức mạnh nhờ phù hiệu ma chú nhà Zuka, tăng rất nhiều sát thương để tập kích bất ngờ. Và ngoài ma chú ra, Nakroth có thể lên cho mình đó chính là phù hiệu ma tính. Nakroth mà lên ma tính thì bay nhảy ngập trời nha anh em ơi. Chiêu 1 và 2 phi vào khống chế tấn công, sau đó sử dụng chiêu cuối là gần như lập tức hồi ngay chiêu 1 và 2. Bắt Nakroth có bùa xanh và ma tính thực sự quá khó. Đây đúng là thời điểm tuyệt vời cho vị tướng cơ động càng cơ động hơn nha. Trên đây là 5 vị tướng được người chơi Liên Quân mùa 10 ưa thích nhất. Không nhất định là phải hợp meta hay là mạnh đầu game, đơn giản là hợp cách chơi, giá rẻ hoặc là chất tướng cực ngầu mà thôi. Kèm theo cho anh em đó chính là các phù hiệu giúp anh em cập nhật chiến trường 3.0 khỏi hoang mang hay không biết lên gì nhá. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và đăng ký kênh. BS chuẩn bị ra một series toàn bộ phù hiệu cho tất cả vị tướng rồi. Anh em chỉ cần xem và ghép vào game chơi và cày thôi. Leo rank cực kỳ đơn giản. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong clip lần sau. Trước khi vào clip, anh em cho S xin vài giây nhé. S có tạo một kênh vlog và ẩm thực, anh em qua đăng ký kênh ủng hộ S nhé. Kênh 1 triệu năm thì làm riêng với Liên Quân, còn vlog đời sống và ẩm thực S thực hiện trên kênh TNG TV. Ủng hộ S nhé anh em ơi. S có để link cho anh em ở phần mô tả để có thể tham gia. Em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.